Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay mọi người hãy cùng đi chợ với vợ chồng em. Bà xem ở chợ quê thì bán có nào những chị? Cái gì ngon. 75 nghìn một gói là chị ạ? 75 nghìn một gói đây là gói nửa cân. Nửa cân à? Chợ ở Quảng Ninh có rất là nhiều hải sản ngon. Và ngày hôm nay sẽ review đến mọi người mua đồ đặc về để tặng bố mẹ này, mua đồ về để nấu cơm ăn, và review đến phản ứng của chồng Hàn khi mà đi ăn món bánh giấy chó tại chợ quê. Cao bao nhiêu cân rồi em? 30 nghìn. Nhưng mà quả nào ngon anh có biết đâu. Quả nào ngon chị ạ? Cái này cam đời quả nào. Lấy quả nào chín. Chị cứ lấy quả dám nhưng mà nó sẽ ngọt. Cảm ơn em nha. Chợ quê ở chỗ em, họ bán hàng cũng bày ra đất như thế này, thành từng sọt từng sọt. Mỗi loại hoa quả sẽ cho vào một rổ riêng và bán cân. Khi mà muốn mua thì các bạn có thể hỏi giá và trả giá bình thường. Ở đây thì rau cỏ hay là bánh kẹo và tất cả những cái loại hoa quả rất là đa dạng. Và đặc trưng ở đây thì lạnh, cho nên là có một số những cái rau du nhập từ Trung Quốc sang rất là nhiều. Ồ, ngon quá. Làm 2 cân còn ngon quá. Còn xanh chín, xanh nó chua, táo này nó già rồi, xanh chứ không phải là chín nữa. Táo này ở ngoài chỗ em rất là nhiều và họ bán 30 ngàn 1 kg. Táo rất là tươi và ăn ngọt. Chồng em cũng rất là thích ăn. Ăn miếng táo rất là to, đã quá các bạn ạ. Chợ ở đây thì khá là rộng và đây là một trong những cái chợ huyện chứ không phải là chợ ở thị trấn hay là thành phố. Và bây giờ chồng em đang khoe tôi thành người Việt Nam rồi đây, mặc quần áo của Việt Nam. Sau khi đi một hồi khá là đói và bây giờ vợ chồng em sẽ đi tìm đồ ăn vặt. Và đây là bánh đúc. Bánh đúc. Còn nóng không? Cho em ít thôi chị ơi. Đi ăn thêm lại lấy thêm. À phá bá nhỉ. Bánh đúc vậy thế này là bánh đúc là gù. Ý đó kì. Nó phụ tư rồi. Mua về ăn đấy. Em vẫn nhớ cái vị bánh đúc ở quê. Nó rất là mềm và nếu mà ăn nóng nó sẽ thơm và ngon. Ngày trước thì học cấp 3 ở trên đây em hay ăn sáng bằng cái món bánh đúc với giá là 10.000 Việt Nam đồng một bát. Bây giờ thì cô cũng bán là 10.000 một bát như chồng em đang ăn. Và đây là lần đầu tiên chồng em ăn bánh đúc của Việt Nam. Sợ cái mùi nước mắm cho nên là chồng em đang ăn không. Không chấm nước mắm thì nó sẽ không có ngon các bạn ạ. Và bây giờ thì sẽ cho một ít ớt vào, ăn cho nó thêm gia vị. Món bánh đúc này rất là mềm, đặc biệt là phù hợp với những người thích ăn đồ mềm và răng yếu, những người già. Nước mắm thì họ pha kiểu chua ngọt cũng khá là dễ ăn. Món bánh đúc này ăn rất là ngon khi mà còn nóng. Và đây là lần đầu tiên ăn bánh đúc sau khoảng 5-6 năm rồi đấy các bạn ạ. Vị của nó thì vẫn là ngon, vẫn rất là thơm và rất là mềm. Bánh là bánh do phải chấm với đường. Cho chấm một cái. Bánh này nó phải chấm với đường à. Xoay đăng ký cơm rồi. Một chút à, không chấm. Chấm với nước đường à. Cho chấm mà hay bài hộp à. Cho tôi một xíu chứ một. Bora này. Một cái. Một cái, cho tôi một cái. Em mấy em đã chơi đến á. Còn nhiều rồi. Ờ, sao? Thế chứ là mày muốn đi cả. Mày muốn đâu vậy? Bánh do là một trong những món bánh được bán rất là nhiều ở chợ. Một cái bánh do giá là 3.000 Việt Nam đồng. Và bánh do được chấm cùng với đường vàng, ăn vào miệng nó sẽ rất là mềm, ăn ngọt nhẹ và có vị lạnh mát. Người ta bảo đi chợ thì hay ăn quà các bạn ạ. Đi ăn quà như thế này thấy rất là ngon. Và đặc biệt là ở Hàn Quốc không có những cái món nhỏ nhỏ mà ngon ngon như thế này. Ở Việt Nam mình món ăn rất là đa dạng và tuyệt vời. Kê cá chi bánh. 대단한 거야. 같이 빵.
Và đây là một món bánh rất là lạ với những cái tên thật là đặc biệt. Tên là bánh gái chó. Và cái bánh này thì họ làm từ đường, sữa và bột mì. Không biết là cách rán như thế nào, ăn nó rất là giòn, nó rất là bùi và rất là thơm. Cái hồi học lớp 10, em hay ra ngoài và mua của cô ăn. Cái bù ral. Cái gì? Cái bù ral. À, cái gì? Cái bù ral bánh là gì? Một cái bánh như thế này giá là 3.000 Việt Nam đồng. Ăn rất là ngon và một lần thì em có thể ăn được 3 cho tới 5 cái. Tuy nhiên thì ăn nhiều thì sẽ rất là dễ tăng cân các bạn ạ. Khe purai pang. Khe purai pang. Khe purai pang. Mắc to. Mắc hít chỗ. Cái tên là mà lo yêu kèm bòi. Bánh giấy chó. Bánh giấy chó. Bánh giấy chó. Bánh giấy chó. Tôi Hàn Quốc mua rồi bà. Tôi là Hàn Quốc. Mua gì á? Mua sao có sao á? Coffee rang cola jum sao có sao. Coffee rang cola? Coffee. Ở đây coffee 여기 있을까요? 상품도 많이 파네. 네. Thay vì ra quán uống cà phê, chồng em hay mua cà phê về và pha ở nhà uống. Đặc biệt là khá là nặng, tăng cân. Cho nên là chỉ uống cà phê đen. Và sau khi mua cà phê thì sẽ đi mua một số đồ về để cho bố mẹ dùng ở trong nhà. Ví dụ như cốc chén hay là một số những cái đồ dùng trong bếp. Ở đây thì khá là nhiều đồ đẹp. Đẹp thì cũng khá là đắt các bạn ạ. Một cái chảo như thế này thì giá khoảng từ 300 ngàn cho tới 400 ngàn Việt Nam đồng một cái. 좋다고 2만 원이야. 2만 원? 넓은 거 사. 이거 넓으잖아. 이런 거 옆에 거 그냥. 이런 건 안 좋아. 이거 스크래치 빨리 나기 때문에 빨리 벗겨지고 빨리 망가져. 바닥이 매끈매끈해서 그렇지 나. 그다 그거 낫겠다. 딱 이 봐봐 바닥. 감리. 돌려 봐봐. 무거? 무거워도. 무거워도. Vậy là em đã mua hai cái chảo, một cái chảo rán và một cái chảo xào, tổng giá trị là 750.000 Việt Nam đồng. Và bây giờ đi chợ thôi. Chợ hải sản thì các bạn phải đi sớm mua mới được đồ ngon. Ở đây thì họ họp chợ từ lúc 2 giờ chiều và bán cho đến khoảng 5 giờ chiều là hết chợ. Nếu mà đi muộn thì sẽ không còn đồ tươi ngon để mua. Đồ hải sản ở đây thì cũng không phải quá là rẻ, tuy nhiên thì rất là đa dạng và tươi. Như các bạn thấy thì bạch tuộc vẫn còn đang sống và bò ở trên bàn. Cá thì rất là nhiều loại và còn tươi xanh. Tôm thì còn dễ đành đạch. Rất là nhiều thứ có thể ăn các bạn ạ. Rất là ngon, trời ơi, những món như thế này thì bên Hàn không có. Hoặc nếu có thì phải ở gần biển cơ. Chứ còn như nhà em mà sống ở trên núi thì không thể gặp những cái con tôm mà nó nhảy tanh tách như thế này. Hay là hàu mà họ tự gõ, sau đó bán từng cân. Và đây là cá đục, cá này kho hay rán rất là ngon đấy các bạn ạ. Và đây là mực trứng các bạn ạ. Mực rất là tươi và 1kg này giá chỉ có 350.000 Việt Nam đồng. Nhiều nước lắm. Mấy con em? Em 3 con đi, nhưng mà nhiều nước rồi, để cho róc nước đi nhé. Con nước bảo rồi, em xem là có con nào nước ở đâu ra vậy em đây rồi. Ôi ơi, lo gì, 1 cân đi em nhé. Không, 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 lấy 3 con đấy. Xem 3 đi mà. Ờ, chị xem. Chứ được 5 lạng cho bạn 1 cân nhé.
lắm. Thì con tươi tươi này là nước em ơi. Trứng em ạ. Opa, cái gì sao là cô? Hai 2,000원이네. 아. 한국에도 이 정도 가격은 해. 와, 맛있겠다. 엄청 싱싱해요. 이렇게 니가 나는 여기 좋아해요. 씨푸드 엄청 많아요. 아, 아직 안 돼. 그럼 나 놓이기야. 템 건 놓아야지. 템 건 또 놓아야 돼. 가, 가. không không cắt đâu. Opa, 안녕하세요. 아유, 아. 여기 내 고함이 되지? Mỗi khi về Quảng Ninh thì em rất là thích đi mua đồ hải sản. Tại vì ở bên Hàn Quốc, ở trên núi không hay được ăn, rất là thèm. Nếu mà ra biển ở chỗ khu vực có hải sản thì lại rất là đắt. Và cá thì họ vừa mới đánh ở lưới lên cho nên là tươi, còn dễ đành đạch họ phơi ở sạp và bán rất là nhiều. Và các bạn có thể ra chọn ký. Cá của khách đang chọn đó là cá bò. Ở đây các bạn thấy không ạ, mực còn tươi xanh như thế này. Và mực này đem về xào sẽ rất là ngon. Còn mực ơi, mực cái bán sao chị? 450 em ơi. Ờ. Em chả biết có mua không. Sống đấy. Lấy con nha. Lấy mấy con. Nhà cho em 8 con đi chị ơi. Lấy con. 8 con. 2, 4, 2, 4, 6, 7 con. Em 60.000. Gạo bao tiền cân hả chú? Đó. 1200원, 1kg. Mỗi lần đi chợ mà mua hải sản để ăn đã thì cũng khoảng 1 triệu Việt Nam đồng. Có thể ăn được khoảng 4-5 người, rất là ngon và tươi, rất là tuyệt vời. Và sau khi mua hải sản xong thì em đi mua thêm ít đồ. Nhắc chồng đi ngồi chỗ nhà chị gái mà đi đâu giờ tìm không thấy. Anh ơi, có thấy chồng em về đây không? Không. Ồ, ốp tiêu. Tình trạng này giống như kiểu mang con bỏ chợ ấy các bạn. Giờ đi tìm không gọi được điện, cũng chả biết ngồi ở đâu. Đây tìm một lúc thì thấy ngồi đây. Ờ, Mùa xuân, mùa xuân cafe đây rồi. Hả? Uống cafe, cola. Cola 먹어요? Cola 먹어요. 아유, 잘했어요. 나고. 아, 쇼핑하는 게 힘들어요. 이거 푸드 쇼핑인데도 왜 이렇게 힘드니? Nhìn nhiều lúc cũng thấy tội các bạn ạ. Chồng em thì được cái cũng khá là bình dân và gần gũi. Nên là mệt quá ra đây thấy có cái, đây gọi là cái xe kéo của người ta. Người ta để đấy rồi là ngồi được là ngồi thôi. Cũng chả biết là đi đâu để ngồi. Không tìm được nhà chị gái, nói là không nhớ đường. Quá là nhiều quán giống nhau. Và ngồi đây uống Coca-Cola. Và bây giờ giới thiệu đến các bạn đặc sản ở vùng núi ngoài Quảng Ninh. Mía. Mía là một trong những loại cây được xuất khẩu sang Trung Quốc rất là nhiều và bán rất là chạy. Có những cái đợt mà Trung Quốc họ thu mua nhiều mạnh mẽ. Có nhà họ trồng cả mẫu ruộng. Mía này trồng không hề dễ đâu các bạn ạ. Rất là nhiều kỹ thuật. Tuy nhiên thì trồng xong thì bán cũng được khoảng 10 cho tới 20 ngàn một cây. Tùy theo kích thước to nhỏ khác nhau. Em vừa mới tậu được cây bờm tóc. Em đặt về trồng ngay. Đây là sản phẩm của cô cháu gái tặng đấy. Và nhà em thì đi bằng cái xe máy như thế này. Trước khi về nhà thì có ghé qua nhà chị gái để thăm và tặng cho cháu gói bim bim. Trẻ con mà các bạn rất là thích ăn bim bim và đây đang chơi game và ngồi nhà chơi một mình như thế này. Xin chị. Này cho em khoai một gói nè. Chị cầm một gói nha. Đây có 3 gói. Ra 1 gói còn tí đợi cho chị với cho em cũng 1 gói đi chứ. Bên cạnh nhà hàng xóm nhà em có một con chó rất là dữ. Và mỗi lần đi qua là nhà em lúc nào cũng phải căng não lên với nó. Rất là kinh khủng các bạn ạ. Lần nào cũng sổ ra cắn. Bông tiên 갖고 있어야 돼.
Và bây giờ một ngày đi chợ và mua đồ ăn rồi đây, về nấu cơm ngon cho bố mẹ ăn thôi. Và hôm nay rất là vui chia sẻ đến các bạn đi chợ. Hy vọng mọi người like video và nhớ đăng ký kênh giúp em nhé.